Headless People kembali lagi bersama saya, Baby S. Lấy mình cấu hình, anh chị ngay bên anh chị thôi. Chị cứ ra xe trước đi, để em cho hàng lên sau. Ở dây phục chống lâm chúng em thì tất cả mọi xe phải có Ford này. Đó. Thời tiết hôm nay Hà Nội rất là đẹp, ngày đẹp. Thời tiết đẹp nên các anh em đi sắm đồ nhiều. Đấy, nó hơi chặt một chút. Cho hết đồ lên chưa? Đó, đánh hẳn xe du lịch kìa. Đủ hết đồ chưa? Vâng, để em kiểm tra, dây rác các thứ. Ok, đã xong. Hàng ghế nó hơi chặt một chút. Đó. Chị cứ lên xe đi chị, để tí vâng ạ, em chào chị. Rồi về tí nữa về tới nhà anh. Đấy, 12 rưỡi tí nữa về tới nhà. Đấy, em này cứ tưởng mai anh không bị nhầm đường. Đây, đường trong bản đồ trong tay rồi đây. Làm xe này thì nắm rõ được đó. Ok anh chị, em chào anh chị nhá. Vâng ạ, chào anh chị.